Như các bạn đã biết, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có thủ đô. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi rằng có đất nước nào không có thủ đô không? Câu trả lời là có đấy. Hôm nay Vigo sẽ cùng các bạn khám phá những điều thú vị về đất nước Nauru nhỏ bé nhất hành tinh này. 1. Quốc đảo nhỏ nhất thế giới và không có thủ đô. Nauru là một quốc đảo nằm ở Thái Bình Dương không hề có thủ đô, thậm chí còn không có cả thành phố. Bạn không nghe nhầm đâu, có thể một vài người đã nghe thấy cái tên đất nước này ở đâu đó, nhưng tôi cá rằng không ít người còn chưa bao giờ nghe đến cái tên này, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó. Là quốc đảo nhỏ nhất trên trái đất, chỉ có diện tích vỏn vẹn 21 km vuông, nhỏ hơn cả đảo Phú Quốc của Việt Nam. Một số nơi nói rằng Yaren là thủ đô của Nauru, nhưng thực tế Yaren chỉ là một quận nằm ở phía bờ nam của hòn đảo này. Đây là nơi tọa lạc của tòa nhà quốc hội, đại sứ quán Úc hay văn phòng kinh tế Đài Loan. 2. Chỉ có duy nhất một sân bay. Nauru là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Từ cao nhìn xuống, Nauru có hình thù như một củ khoai tây lênh đênh trên mặt đại dương. Đất nước này chỉ có duy nhất một sân bay quốc tế Nauru. Do diện tích của nó quá nhỏ nên đường băng trải dài gần hết chiều ngang của lãnh thổ. Nhìn vào quốc kỳ của Nauru giúp bạn dễ dàng xác định vị trí của nó giữa Thái Bình Dương vì nó không khác gì một tấm bản đồ. Màu xanh đại dương tượng trưng cho bốn bề là nước, đường kẻ màu vàng cắt ngang biểu thị là đường sách đạo và một ngôi sao nhiều cánh màu trắng chính là hòn đảo Nauru. 3. Đất nước trở nên giàu có nhờ có phân chim. Sau khi khẳng định chủ quyền vào năm 1968, Nauru từng là quốc gia giàu có bậc nhất trên thế giới nhờ trữ lượng phốt phát dồi dào từ hóa thạch phân chim biển. Trữ lượng phốt phát của Nauru nhiều đến nỗi trong thời gian ngắn, quốc gia này có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới. Tuy nhiên, hiện nay nguồn tài nguyên này đã bị cạn kiệt. Theo sách sự kiện thế giới của CIA, 71,1% trong số 10.000 cư dân ở đây bị béo phì. Điều này dẫn đến mức độ mắc bệnh tiểu đường kiểu 2 cao nhất thế giới. Tuổi thọ của quốc đảo này cũng chỉ dừng lại ở mức 60 tuổi. Béo phì là vấn đề rõ ràng ở Nam Thái Bình Dương, với trọng lượng của người trưởng thành cao hơn gấp 4 lần mức trung bình của toàn cầu. Ngoài Nauru, còn có một loạt các quốc gia Nam Thái Bình Dương khác bao gồm Tonga, Samoa, Palau và Kiribati cũng có tỷ lệ người thừa cân đáng chú ý. Một số ý kiến cho rằng béo phì là do di truyền, nhưng thực tế, tỷ lệ béo phì của người dân nước này tăng cao là do du nhập thực phẩm chế biến sẵn từ châu Âu trở nên phổ biến hơn những năm gần đây. 5. GDP bình quân thấp nhất thế giới. Một thời trở nên giàu có nhất nhì thì nay Nauru lại là nước có GDP thấp nhất thế giới. Phần lớn phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên thì nay đã không còn nữa. Trong những năm gần đây, tỷ lệ người thất nghiệp tại đất nước này đã lên đến 90%. Năm 2019, GDP của cả đất nước Nauru rơi vào khoảng 118 triệu đô la. Thậm chí, thấp đến nỗi không thể mua nổi hai hậu vệ bóng đá mới của Manchester City. 6. Có đường sắt. Tuy có diện tích khá nhỏ, nhưng Nauru vẫn có tuyến đường sắt khổ hẹp dài 3,9 km được xây dựng từ năm 1907. Tuy nhiên, tuyến đường sắt này không phục vụ cho mục đích vận chuyển hành khách mà chủ yếu để thuận tiện cho việc vận chuyển phốt phát từ các mỏ. 7. Đất nước không có quân đội. Bạn có biết Nauru có lực lượng cảnh sát nhưng lại không hề có lực lượng quân đội không? Vì đã có đại ca Úc bảo vệ và chịu trách nhiệm bảo kê và cam kết đảm bảo an toàn cho Nauru. 8. Hầu hết người dân đều nói tiếng Anh. Mặc dù Nauru có ngôn ngữ của chính mình và được sử dụng hầu hết trong các gia đình của nước này, nhưng Nauru lại là một trong 45 quốc gia có ít nhất 50% dân số nói tiếng Anh. Không có gì lạ lẫm khi hầu hết người dân trên quốc đảo này đều sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp thông dụng do có mối quan hệ chặt chẽ với Úc, Vương quốc Anh và New Zealand. 9. Mệnh danh là thiên đường miễn thuế. Một đất nước không thu thuế cá nhân, ngược lại, chính phủ còn cung cấp các dịch vụ thiết yếu miễn phí như chăm sóc sức khỏe toàn diện, di chuyển bằng xe buýt, thậm chí dạy học miễn phí. Đặc biệt, nếu người dân mắc bệnh khó chữa, chính phủ sẽ sẵn sàng đưa họ tới Úc chữa trị và chịu tất cả các chi phí. Các sinh viên tại Nauru còn được miễn phí học tại Úc nếu đủ tiêu chuẩn. Chính vì những ưu đãi ấy của chính phủ Nauru và đời sống luôn ở mức cao nên đất nước này đã thu hút rất nhiều người ngoại địa đến đây lưu trú. Thử hỏi, ai mà không muốn sống ở một nơi nhiều ưu đãi như vậy chứ? Bạn có nghĩ giống Vigo rằng đây chính là một nơi rất đáng sống không? 10. Khai thác tài nguyên sai cách. Giàu có nhờ tài nguyên, nhưng đổi lại cũng chính vì tài nguyên mà đất nước này đã phải gánh chịu không ít hậu quả. Do khai thác phốt phát quá triệt để đã khiến 80% diện tích hòn đảo bị chết, để lại quang cảnh cằn cỗi với những tảng đá vôi lởm chởm, những khoảng đất lồi lõm. Cùng với những vỉa san hô trơ trọi khiến con người và cây cối đều không thể sinh sống. Hơn nữa, môi trường nước cũng như không khí đều đã bị ô nhiễm, nên dân trên đảo chỉ có thể sống tập trung ở ngoài rìa. 11. Trở thành một trong 15 nước không hợp tác trong cuộc chiến chống rửa tiền. Trong thập niên 90, Nauru trở thành thiên đường miễn thuế và họ kiếm tiền bằng cách cấp hộ chiếu cho những công dân nước ngoài cũng như những người muốn đến đây cư trú. Đổi lại, họ phải nhận được một khoản tiền xứng đáng.
Luật ngân hàng của nước này vô cùng lỏng lẻo đã khiến cho Nauru trở thành địa điểm lý tưởng để tẩy rửa tiền của mafia quốc tế, đặc biệt là Nga. Một điều đáng nói là không có yêu cầu hay tiêu chuẩn nào trong việc lưu trữ hay ghi chú lại lịch sử giao dịch, nên đây là lý do khiến cho Nauru trở thành nơi lý tưởng để tiến hành dịch vụ rửa tiền quốc tế. Vào năm 1998, hàng loạt ngân hàng ảo được thành lập và rửa tiền đã lên đến 70 tỷ đô la. Trong vòng 2 năm, đã có tới 170 tỷ đô la đi qua trung tâm rửa tiền Nauru. Chỉ tính đến năm 2000, Nauru có ít nhất 400 ngân hàng ảo, nhưng sự thật thì toàn bộ những ngân hàng này đều chỉ nằm trên giấy tờ, máy tính chứ không hề có thật. Những ngân hàng ảo này vẫn còn tồn tại cho đến nay, và hơn một nửa trong số 400 ngân hàng ảo này là những khách hàng đến từ nước Nga. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho nền kinh tế của Nga gần như bị tê liệt. Bạn có tò mò về quy trình rửa tiền như thế nào không? Đầu tiên, tiền từ Moscow chuyển qua mạng điện tử theo dạng tái đầu tư mà khách hàng nói đó là hoàn toàn trong sạch và chúng sẽ không hề bị đánh thuế VAT. Hình thức làm ăn này cũng tương tự với Hồng Kông thời thuộc địa của Anh trước đây hay quốc gia nhỏ bé Andorra hiện nay. Vì được miễn thuế nên chỉ cần bỏ lệ phí mở tài khoản cộng với phí bảo quản hàng năm là bạn có thể cất giữ, gửi đến hoặc rút ra hàng tỷ đô la qua mã số tài khoản đã được bảo mật một cách tuyệt đối. 12. Kiếm tiền bằng đủ mọi cách. Vào đầu những năm 90, nguồn phốt phát bắt đầu cạn kiệt, chính phủ Nauru đưa ra nhiều cách để tạo ra nguồn thu nhập. Ban đầu, chính phủ đầu tư vào chương trình ca nhạc kịch diễn ra tại London tiêu tốn hơn 7 triệu đô la, nhưng bị thất bại vì phần lớn khán giả đã ra về trước khi màn trình diễn kết thúc. Trên thực tế thì chính phủ Nauru đã bị các cố vấn tài chính lừa. Năm 1992, chính phủ nước này lại một lần nữa bị lừa và mất thêm 30 triệu đô la khi đầu tư vào các dự án của những ngân hàng siêu giàu vẽ ra để thu hút chính phủ Nauru. Vậy mới nói, khai thác thì sai cách, còn đầu tư thì sai chỗ đã đem lại hậu quả rất lớn đối với Nauru, sản xuất bàn cà phê. Vào năm 2000, Nauru đã nghiên cứu ra việc cắt tấm đá từ đỉnh núi Đá Vôi trên đảo để chế biến ra một chiếc bàn cà phê và bán chúng cho các nước phương Tây. Kiếm tiền bằng cách công nhận Kosovo là quốc gia độc lập vào năm 2008. Tiếp tục vào năm 2009, Nauru đã công nhận Abkhazia và Nam Ossetia là khu vực ly khai của Georgia. Sau vụ công nhận này, Nauru đã nhận được 50 triệu đô la tiền viện trợ nhân đạo như một sự giao dịch. Tiếp đến, vào ngày 17 tháng 7 năm 2008, chính phủ tuyên bố một chương trình cải tiến cảng và dùng 9 triệu đô la được Nga viện trợ. Ngoài các cách kiếm tiền trên, Nauru còn rất nhiều cách thức kiếm tiền oái âm khác nữa mà không mấy tốt đẹp. Có một số thông tin khái quát mà Vigo đã cung cấp chắc chắn đã đủ cho bạn hình dung được đất nước Nauru này ra sao rồi đúng không? Ỷ lại vào việc khai thác tài nguyên đến mức cạn kiệt mà không lo gìn giữ và sử dụng chất xám để phát triển kinh tế chính là nguyên nhân cốt lõi khiến Nauru từ một nước giàu có trở nên nghèo khổ, bởi ông bà ta có câu lên voi xuống chó chẳng có sai bao giờ. Không những thế, vì bần cùng mà sinh đạo tặc nên Nauru đã bất chấp mọi cách để kiếm tiền. Thay vì tạo công ăn việc làm cho người dân bằng cách tận dụng tài nguyên đánh bắt thủy hải sản hay du lịch thì chính phủ lại có các kế hoạch tạo ra thu nhập tiêu cực khiến đất nước Nauru trở nên tồi tệ hơn, nạn tham nhũng, rửa tiền và tỷ lệ thất nghiệp thì ngày càng tăng. Tổng thống Nauru cho biết đất nước này đang lên kế hoạch để phục hồi đảo, ước tính phải chi đến 300 triệu đô la và 20 năm tới mới có thể hoàn thành. Đây cũng là bài học đắt giá mà không chỉ với Nauru mà dành cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Nếu chỉ biết sống nhờ vào tài nguyên thiên nhiên mà không chịu tự mình phát triển các khía cạnh khác, hy vọng rằng trong tương lai không xa, cả thế giới sẽ ngước nhìn quốc đảo này bằng con mắt khác theo hướng tích cực hơn. Và trên đây cũng chính là những sự thật thú vị về đất nước Nauru nhỏ bé nhất thế giới. Các bạn cảm thấy video ngày hôm nay của Vigo thế nào? Hãy để lại cảm nhận ở phần bình luận phía dưới nhé! Nếu cảm thấy hay, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được nhiều điều thú vị khác trên khắp thế giới. Vigo đi khắp muôn nơi! The street gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace.